Dạ, kính thưa quý thầy cô và các bạn giáo sinh, em tên là Kiều Diễm, em đang thực tập môn toán. Em xin kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các vị đại biểu. Cùng với các bạn giáo sinh, em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Như và em đang thực tập bộ môn lịch sử ạ. Rồi, vậy là cảm ơn cô Diễm và cô Quỳnh Như đã tham gia cuộc thi ha. Tiếp tục bằng thi. Mời, trước tiên xin mời thầy nhanh bốc câu hỏi của mình. Câu hỏi của thầy nhanh có nội dung như sau. Lịch dài nhất đó là lịch nào? Quá dễ. Hay là lịch vạn niên. Lịch vạn niên. Lịch vạn niên hay lịch sử cũng đều chấp nhận được và xin mời thầy trở lại. Cảm ơn thầy. Tiếp theo xin kính mời thầy Ngô Hữu Nguyên. Câu hỏi của thầy có nội dung như sau. Thầy chú ý lắng nghe. Núi nào bị chặt ra từng khúc? Núi nào bị chặt ra từng khúc? Núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn. Em nhắc tường là em mất quà đó kia. Xin chúc mừng thầy, xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời thầy Trung. Câu hỏi của thầy Trung có nội dung như sau. Môn thể thao nào càng thắng càng thua? Cảm ơn thầy.